Chào anh em, tôi là cậu Vàng và tôi rất thích làm bim. Chúng ta cùng tiếp tục xe di những thứ bạn không ngờ tới nhé. Dô. Sáng làm có ly cà phê sữa mà vào toilet không kịp bây ơi. Nồi ám ảnh ẩm thực của một quốc gia chuyên ăn bằng tay nào đó. Hả? Hình ảnh tôi mỗi khi trận game đang căng thẳng. Mày tính thịt tao đúng không thằng kia? Đâu đây? Nhà đẹp quá nhỉ? Tao thấy mày bảo nhà bón mèo đẹp lắm à? Đâu đấy? Mèo. Rồi rồi, mày xong rồi. Đéo hiểu được mày. Mày không nói sớm. Vào lấy cốc nước đây. Căng đét thực sự anh em ạ. Cởi áo em ra đi. Thôi, mệt lắm. Cởi áo em ra đi. Không. Cởi áo em ra đi. Hôm nay đi làm về mệt lắm. Cởi áo em ra đi. Em buồn cười. Ôi ơi, chưa mặc áo anh có làm sao đâu mà. Chưa biết cô ấy nấu món gì nhưng trước mắt tôi thấy ngon rồi đó. Đón xem phần tiếp theo, ở đây anh em nhé.